Thưa quý vị, Winter Fashion Festival 2022 quy tụ nhà thiết kế tài năng, cá tính, những bạn trẻ có niềm đam mê trình diễn thời trang đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Winter Fashion Festival 2022 quy tụ sự tham gia của 4 nhà thiết kế đình đám từng có những thành công không nhỏ trong nghề như Quỳnh Paris, Lê Thanh Danh, Nguyễn Bình An và Doãn Huy. Họ mang đến 4 bộ sưu tập độc đáo với sự trình diễn của các mẫu nhí, mẫu doanh nhân và những người mẫu chuyên nghiệp. Sự đăng sen của những gương mặt mới cùng với những chân dài dày dặn kinh nghiệm đã giúp cho sàn diễn Winter Fashion Festival trở thành một bức tranh sinh động mới mẻ. Hoạt động này cũng giúp cho nhiều người mẫu trẻ tự tin trong hành trình bộc lộ năng khiếu bản thân và tỏa sáng như một người mẫu thực thụ.